Sáng hôm 14 tháng 4, thì chính phủ Ý vừa thông qua dự luật mới để cải thiện chính sách nhập cư bằng việc rút ngắn lại quá trình xử lý đơn xin tị nạn của những người đăng ký, cũng như chính sách cho người nhập cư hồi hương. Dự luật mới về chính sách cho người nhập cư bao gồm rút ngắn quá trình xử lý đơn xin tị nạn, cung cấp thị thực tị nạn và thủ tục cho người nhập cư hồi hương. Theo như dự luật mới, chính phủ Ý đưa ra kế hoạch sẽ tuyển thêm 250 người chuyên quản lý quy trình xử lý các đơn xin tị nạn. 14 tòa án sẽ bổ sung thêm 26 tổ chức đặc biệt nhằm giải quyết các trường hợp liên quan đến vấn đề nhập cư. Từ nay, những người nhập cư chỉ có thể thực hiện kháng cáo một lần trong một tháng sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Chính phủ Ý cũng sẽ tái xây dựng các trung tâm hồi hương trên khắp cả nước. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Nhập cư Quốc tế, có tới 181.000 người đã nhập cư vào Ý thông qua khu vực Địa Trung Hải trong năm 2016 và chỉ có 3.000 trường hợp được chấp nhận và cấp thị thực tị nạn. Vấn đề dân tị nạn đã trở thành vấn đề tranh cãi chính tại Ý bởi những lo ngại về vấn đề an ninh trong nước.